Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền điện tử free. Dự án này sẽ chia sẻ khoảng 80.000 con kèo game Fate of Saga. Đây là một cái dự án có ký hiệu là FOFS các bạn nhé. Dự án này sẽ có trên 3.000 người thành viên hàng đầu sẽ nhận được cái dự án này. Thì chúng ta sẽ chatbot nhé. Chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glam.io nhé. Glam dạo này cũng đánh captcha này. Rồi còn mấy chục đây nữa, mọi người cứ từ từ mà làm nhá. Đây cái giải thưởng của nó ở đây nhá. Đây thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Continue. Rồi Facebook. Mưa gió lạnh trời ơi. Lười quá mọi người ơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi Twitter. Mấy cái nhiệm vụ làm đi làm lại cũng thấy mệt mọi người ạ. Mà không làm thì lại tiếc. Thôi thì cần cù bù không có tiền. Chứ có tiền là lên đánh future luôn. Rồi chúng ta sẽ ấn vào Redstream bài này nhé. Theo dõi đít cao. Con đít cao là ghét nhá. Hôm nào cũng phải theo nó ấy. Mà toàn bị đầy luôn mọi người ạ. Không thích làm cái nhiệm vụ này đâu. Đấy, mọi người ấn theo thôi là được. Cái này thì là Telegram nhé. Nhiệm vụ thì vẫn cứ mấy cái nhiệm vụ cơ bản để thôi. Đấy, nói chung là chúng ta hôm nào cũng phải làm. Rồi. Continue. Tiếp tục một cái group nữa nhé. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Ấn mà nó cứ trơ ra thế này này. Đấy. Bọn điên này nữa. Continue tiếp nha. Visit thôi. Medium thì chúng ta visit thôi. Không cần phải làm gì cả. Ở đây thì chúng ta sẽ dán ví. Chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask. Ví MetaMask của mình thôi. Đó, cái con nào ở đâu kêu teng teng ở đâu ấy. Đây, ví MetaMask đây. Rồi. Something went wrong, what wrong? Con này nó cứ dở hơi thế đó. Đấy, thỉnh thoảng nó lại quay lại nó đánh captcha mình. Đấy, lúc bảo được, lúc bảo không là theo. Visit website. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ copy lại link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được nhé. Website thì đây rồi. Vẫn là một cái dự án về game Việt Nam đấy. Đấy, game Hot Girl hay cái gì đấy. Chơi chơi với con gì đấy mọi người. Bịch tuộc. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.